Rồi, xin chào tất cả anh em. Rồi mình đăng tiếp clip này ha. Có ít pin mới về và mà có hai cái máy 12V của Nati. Rồi anh em xem tham khảo nha. Hình thức mua bán mình thì mua kiểu nào bán kiểu đó, mua nhận hàng trả tiền thì bán theo kiểu nhận hàng trả tiền. Còn anh em chuyển khoản trước thì tùy theo sản phẩm thì mình sẽ ri hay không ri ship nha. Đặc biệt pin thì mình bán thì anh em xem kênh thì cũng rất là nhiều rồi. Những cái pin này thì nói chung là lời từng ngàn một viên, cho nên anh em mua bao nhiêu thì mình cũng không bao ship ha. Từ khi anh em mua một số lượng nhiều hàng trăm viên, mình sẽ fix giá để cho anh em về, dù anh em đóng pin bán lại hay gì đó. Rồi vô nhanh luôn nha anh em, hôm nay chỉ có mấy sản phẩm thôi. Anh em xem kênh đừng quên ấn like và đăng ký kênh theo dõi tiếp clip tiếp theo của mình nha. Và mình có đăng song song với clip bán một số đồ điện và máy mài và dao đá nước anh em. Rồi vô mã số 1 nha, 650.000 chuyển khoản bao ship. Con này 7201, chung ngoại hình cũng khá ổn á, đẹp. Còn thích nói chung là 8% hơn đi. Màu cam nha anh em, tem mát còn đẹp. 650 chuyển khoản bao ship nha. Mình thân máy vỏ pin nha. Vỏ pin này có bố pin nè. Anh em nào chưa có pin thì có thể tham khảo giá mình sẽ báo ở đây, và anh em có thể đóng cho mình, đóng pin mình sẽ đóng luôn nha. Pin sạc đâu đầy đủ có hết. Tất cả các dịch vụ, anh em nào muốn đóng pin thì pin gì thì liên hệ mình luôn nha. Và giá thì anh em sẽ chọn từng loại pin trên đây để cho nó phù hợp thôi. Mấy con máy này thì anh em xài mà gia đình hay là anh em làm những công việc nhẹ nhẹ thì ok, thoải mái, bắn to đùng đùng cũng vẫn thoải mái cho anh em xài. Quên nữa, cái này mình khỏi test nha anh em. Cái này mà chung mấy cái dòng này thì mình bán bao cho nên anh em mua yên tâm mà sử dụng, không có lỗi làm một chi tiết nữa, từ đầu điều tóc này nọ cò bọng không bao giờ bị lỗi ha. Nếu lỗi mình hoàn trả, bây giờ hoàn toàn chịu ship hết cho anh em ha. Thì mã số 2 là 700.000, khác nhau ở cái vỏ pin thôi nha anh em. Này con này cũng 7201 luôn, nhưng mà màu đen ha. Nhưng mà màu đen. Đây, con này zoom kỹ thì anh em thấy nó zoom cận cảnh thì anh em thấy nó có bị xây xước cũng ít thôi chứ không có nhiều nha, không có rớt. Đây này. 201 đầu cổ là bao nha. Đặc trưng của mấy cái dòng Nati này thì nó sẽ là motor nó rất là im. Và quên là hai con này là dòng này là dòng than rời nha anh em, chứ không phải là than trong nha, nên giá trị nó cũng khác hơn những con máy than than trong. Than trong thì hư, anh em xài lâu quá hết than thì chỉ thay motor thôi, còn cái này những con than rời thì hết than, chỉ việc thay than 30.000 là xong. Tôi bị cắn ngay cái gần cái cò tí xíu. Và cái vỏ pin nó là vỏ pin này nha anh em, vỏ pin đời mới đó. Nó sử dụng cell 26650, anh em vào 6 cell Leon này 18 cũng được ha. Nói chung là sẽ bán thân máy vỏ pin thôi, chỉ mình lọt qua cho anh em xem thôi, chứ mình không có bán pin và bán cái mặt pin nha. Thân máy vỏ pin là 700.000, chỉ đắt hơn cái vỏ này thôi anh em, cái vỏ nào cũng được hết. 700.000, máy hoàn chỉnh mọi chức năng, khỏi phải test nha. Sẵn đây có phần pin, mình test cái này cho anh em xem. Đặc trưng nó khác với những cái dòng máy khác hết, dòng ví dụ Hitachi, Makita đó, nó im ru rất là nhỏ tiếng, khi mà vô búa anh em mới thấy chất lượng tải của nó. Cái tải của nó cũng búa đùng đùng như người ta thôi. Và tiếp theo có ít pin mới về nha anh em. Pin C4 Sony nha, mình bán là pin, mình chọn những dòng pin Nhật Bản thì để cho chất lượng nó tốt hơn. Chung thị trường pin thì nó rất là nhiều hết anh em. Pin pin Trung Quốc thì mình loại qua một bên, mình không bán nha. Samsung thì thời gian trước mình cũng có bán, nhưng mà sau này mình chọn những cái pin Sony này và hoặc là Sanyo Nhật Bản mình về mình bán thôi. Tại bán càng nhiều nó sẽ càng rối và càng loạn giá. Những cái như đây Sony không cũng 3-4 dòng cũng đủ mệt anh em. Cho nên mình bán Sony pin Nhật, anh em coi cái nào thích cái nào mình chơi đó thôi. Giá bán mình sẽ báo cụ thể trên đây anh em nhìn trên màn hình. Quên ghi cái dòng C này là C4 dung lượng 2000 xả 20A nha. Đây là VTC4. Cái này thì mình bán cũng rất là nhiều rồi, hết nhiều mình lấy nhiều mới về thùng cái chát thôi. Chưa đo luôn nha. Này mình bóc đại mình đo cho anh em đi, cho nó nhanh này, cho những người mới, anh em nào mới xem á, cho anh em xem cho nó nha. Ai cha đâu, cái chất cha không hết pin rồi. Ui giời, hết pin rồi. Máy nào là trả hết pin. Thì mình
Cái này thì mình bao ấy. Anh em thì nói chung là bán lẻ thì bán cho thầy cho thợ cũng nhiều. Những anh em nào mua về là đa phần trang bị những cái thiết bị để đo hay là dung lượng này nọ cũng đầy đủ hết rồi, mình không cần phải đo trực tiếp nha anh em. Thì mình sẽ phân loại theo nội trợ 12 và 13, tại vì nhiều khi mình đo đây 12 thì anh em sẽ chọn 12, tại vì mua lộn xộn là 12 mình ta bán 12 13 thì dung lượng cũng là bao đủ 2000, nhưng mà nhiều khi mình nói 12 thì giao 13 thì nó khó coi nha. Trong nhiều khi anh em không, số anh em nhiều khi không có hiểu biết thì nói 13 đăng 12 giao 13 ha, cho nên mình sẽ phân loại nội trợ bù qua bù lại thì thôi, thì anh đa phần anh em chọn cái nội trợ thấp thôi, thay vì cỡ như một lọt mình bán 35 đồng giá thì thôi, này anh em chọn 12 nhiều quá, 13 thì nhiều khi anh em không hiểu thì nói nó dung lượng nó thiếu, thì cho nên mình phân loại ra nó đơn giản vậy thôi, cũng không có thiếu dung lượng cho anh em ha. Thì nội trợ 12 là 36.000, nội trợ 13 là 34.000, không bao gồm phí ship nha. Anh em nào đóng pin thì mình dùng 12 viên này, 12 vô này 6 viên anh em nhân ra tiền, và dù một cái mạch tốt nha, 70.000 với tiền công mình 30 là 100.000. 6 viên này, ví dụ 6 viên 12 V này là như 6318 nữa. 20 cho 200.000, chỉ tầm 300.000 anh em. Đó, anh em cứ nhân tiền pin ra thôi, không có gì hết. Tưởng 300 hơn là sẽ có một quả pin 12 V anh em xài. 14 18 thì cũng đóng anh em, thì cứ nhân tiền pin và tiền mặt ra thôi. Giờ tiền công mình 30 40 50 sẽ tùy theo cái pin anh em đóng. Ví dụ 3S, 30, 4S, 40, 5S, 50. Thì nói chung là mình sẽ tốn bộ kẽm nè, bộ kẽm hết 5.000, cái dắt rồi tùm lum hết ha, miếng dán này nọ chứ không có thơm tho gì đâu anh em, chỉ được một gói thuốc hút thôi, gói thuốc ly cà phê thôi chứ không có nhiều. Anh em nào có máy thì tự đóng và tự bảo hành cho mình, còn mình đóng tiền công thì mình sẽ không bảo hành nha anh em, cũng như anh em đóng thôi. Còn anh em muốn bảo hành thì mình sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng, giờ thì cộng thêm tiền cho mình 50.000 các loại pin, pin 18, 14, 12 gì đó. VTC 4 là giá 36 và 34, anh em chọn nội trợ. Là có C5. C5 thì trong này mình còn chắc 20 viên quá. Cũng là nội trợ 11 nha anh em, giá bán là 45.000, rất là quen thuộc rồi. Nội trợ dung lượng bao trên từ 2006 nha. Trong này 2006 đi, từ 2006 đó lên. Nội trợ 11. Thì pin nói chung nó đẹp, pin Sony thì nó khỏi bàn, đỉnh nhất thị trường rồi. Samsung là không có tuổi. Pin mới nó mắc lắm anh em, pin mới nó đắt lắm. Pin này anh em dòng 5D này, dòng xả cao thì anh em đóng đi làm công trình này thì vô tư đóng tiền từng hai hàng, một hàng thì nó xả 30 35A thì anh em thoải mái, một hàng cũng được. Mà anh em đặt xài công trình thì anh em đóng ba hàng ha. Và tiếp theo cái dòng V3 nghe anh em, nội trợ 30 31, dung lượng 2002, mình bán cho anh em từ 10 viên 30.000, dưới 10 viên 32.000 nha anh em. Hôm trước mình bán 32.000 á, thì anh em mua số lượng từ 10 viên đi, mình tính 30 nha. Anh em chú ý chỗ khoảng đó, giờ sẽ không bao gồm phí ship. V3. Lưu ý là cái mã V3 nha, pin này pin chưa xài, chưa sử dụng. Cái này số lượng có hàng ngàn nha anh em. Cái này thì xả 10A thôi nha anh em. Nội trợ nó thì 30 31, thì mình bao cho anh em, thì anh em cứ mua lẻ về cứ đo thoải mái ha. Còn anh em muốn nào mình đóng thì mình đóng cho khối, ví dụ máy, những con máy 12 V máy cỏ thì anh em cũng vẫn đóng hai hàng, anh em xài và cũng thoải mái nha, rất trâu. Được cái Sony là nó bền, nó ổn định anh em, nó không có nó nói chung nó bền, nó ổn định, xài tương ứng với số tiền mình bỏ ra lắm. Nói chung là xài nó thích. Từ khi mà có pin tháo khối này, mình xài mấy pin này mình mới biết, cái thời đó là không có, mấy này là xài Trung Quốc thấy bà luôn anh em. Quên nữa, cái khối này là 27 viên này là mình sẽ ráp thành một cái bộ nguồn, thành một khối pin bộ nguồn Bestech 300W cho giao cho khách anh em. Để mình cân bằng này xong rồi mình đóng tới hai cục lận. Tại cái cell pin cái khối 14 bấm có 32 viên rồi. Đó, mình phải cân bằng từng một từng khối. Cái này 27 viên thì mình đóng 3S9B, dung lượng 2002 thì nó cũng tương tự như 20A. Anh em xoài cái này mình đóng cho một anh khách này tới hai cục cái loại này. Và mình đang cân bằng, tối mình làm việc tới dưới nó thôi. Cục, ví dụ cục pin này nó cũng hết cả triệu rồi anh em, cái cục nguồn này 1 triệu, pin 1 triệu. Đó là 2 triệu, mình bán cho anh khách là 2 triệu pin mới. Pin Trung Quốc nó sử dụng pin zin, pin hãng Trung Quốc á. Thì mình tháo ra hết rồi bán, hôm nay anh em xem thì cũng biết mình bán rồi. Tại vì đa phần nó chết sale á, mình phải
bán lại mà vô pin mới xài cho nó yên tâm hơn. Thay vì dung lượng 2.500 của pin Trung Quốc anh em, pin mới thì nó cũng ra khoảng từ 30.000 rồi. Đó, mình thay pin này mình đóng cũng thành 20A thôi. Trong bộ nguồn đó mình ấy nhiều rồi, để mình thời gian mình độ chế thì mình sẽ tính tiếp, báo giá tiếp. Mỗi clip nhiều khi mỗi giá lắm anh em, tùy theo pin nữa. Bộ nguồn lớn thì từng sau mới có nữa anh em, mình hết hàng ha. Anh em nào muốn mua giá rẻ thì chờ mình phá để cho nó banh xác hay gì đó mình bán dây chai cho anh em những cái bộ nguồn đó thôi, chứ còn bộ nguồn zin của nó đâu có rẻ được anh em. Và tiếp theo là pin xăng vô này mình bán 30.000 viên ha, mình còn số lượng như đây chắc mấy vài chục viên nữa hết thôi, này chắc trên 50 viên rồi. Thì mình sẽ nhập hàng về tiếp nha anh em ủng hộ cũng khá là nhiều, anh em ủng hộ cũng khá nhiều. Dung lượng nó thì 2.000 xả 20A, tương tự nó cũng như là nó xả thu này nha, này như 22A rồi. Ủa này tới xả cao lắm anh em, này xả như tới 25-30A là C4 á, còn này xả chỉ 20A thôi. Anh em đóng hai hàng thì xài cái máy gì cũng được ha, máy khoan rút lỗi, máy cắt thì nói chung máy cắt thì nó cũng hơi bị hạn chế ha. Máy cắt nhiều khi vô tải nặng á, nó tầm 40A thì cũng xứng được anh em, cũng thoải mái cho anh em cắt. Nhưng mà giá này cũng giá nó cũng bình dân, 30.000 viên. Sony được đặc biệt cái là cái pin này nó rất là mới. Bên chìm này anh thấy đó, bên chìm bên nhìn cái thằng pin này xăng vô da băng pin xịn sò thì của Nhật. Giá bán là 30.000, ví dụ anh em đóng một khối 12V thì 36 cell nó là ta, hai hàng 6 cell nó là 180.000, với tiền công tiền mạch mình 100.000 nữa là 280.000 là anh em có một khối về sử dụng. Còn anh em mua về tự đóng thì đỡ được 30k tiền công của mình, tốn kẽm tốn dắt này nọ nữa ha. Rồi clip này ngắn gọn như đây thôi, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp mình nha. Pin thì mình sẽ không bao ship với mọi hình thức nha anh em, mình bán những cái pin này mình bán lời đầu từng ngàn á, cho nên anh em mua tiền triệu đâm ra mình lời cũng chẳng bao nhiêu nha. Dù anh em mua 50 viên mình lời, anh em nghĩ là lãi chắc không có cao đâu nha, lãi từng ngàn một viên mà anh em là người mua tiền kia, khi anh em mua 50 viên nó ra tới tiền triệu nghĩ nó nhiều, kêu mình bao ship là mình cũng không là không nha anh em. Đó, mình cũng yếu là mình đem tới giá trị những sản phẩm giá trị chất lượng đến anh em mình cho anh em mình dùng thôi, chứ còn mấy cái đề vận chuyển, cái chuyện mua bán thì nó do một cái thủ tục mỗi nơi thôi. Mình bán giá thì mình không bao ship code bao giờ, không bao phí vận chuyển ship code bao giờ. Rồi clip này chỉ kết thúc tại đây, anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại mình, đừng có nhắn tin bên phần bình luận YouTube nha anh em. Rồi cảm ơn anh em mình đã xem clip này.